Thưa quý vị, mới đây thì Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghiệp Việt Nam vừa công bố kết quả nghiên cứu tiền lâm sàng thuốc điều trị COVID-19. Đây là loại thuốc từ dược liệu đầu tiên ở Việt Nam được cho phép thử nghiệm lâm sàng. Trải qua các bước nghiên cứu thận trọng để đánh giá về tính an toàn, độ ổn định đến khả năng ức chế tăng sinh của virus cúm AH5N1 và SARS-CoV-2, đến nay nhóm nghiên cứu này đã tạo ra sản phẩm thuốc y học cổ truyền có tên là Vipdivir. Kết quả nghiên cứu tiền lâm sàng cho thấy sản phẩm này an toàn có tác dụng ức chế sự phát triển của SARS-CoV-2, tăng cường hệ miễn dịch trên các mô hình nghiên cứu thực nghiệm. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng thuốc được bào chế từ nhiều loại thảo dược Việt Nam có tác dụng ngăn chặn sự tiếp xúc và xâm nhập của virus vào tế bào, ức chế các enzyme có liên quan đến quá trình nhân lên của SARS-CoV-2, kích hoạt các tế bào miễn dịch của người bệnh. Các cơ chế này sẽ cộng hưởng tác động để giúp phòng và điều trị COVID-19. Trước đó, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia thuộc Bộ Y tế đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu tiền lâm sàng và chấp thuận đề cương nghiên cứu lâm sàng trên bệnh nhân COVID-19 với thuốc Vepdivir. Và nếu chứng minh được tác dụng của thuốc và các đánh giá kiểm định của cơ quan kiểm định, dự kiến từ nay đến cuối năm có thể xem xét cấp phép lưu hành sản phẩm này trên thị trường.